Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một bông hoa bằng Rubik Snake 24 nhé. Mời mọi người hãy theo dõi theo mình. Bước đầu tiên mọi người sẽ quay cái nút màu đỏ này lên cho mình. Bước tiếp theo chúng ta sẽ quay cái nút màu đỏ này quay ngược lại. Tiếp theo chúng ta sẽ quay cái màu trắng này lên đây, sau đó cái màu đỏ này quay lên, màu trắng này chúng ta quay ngược, rồi sau đó để cái này khớp thì bạn phải bỏ này lên và quay nó xuống, chúng ta được hình dạng như thế này. Tiếp theo cái đoạn này bạn quay lên cho mình. Cái một ra là quay lên. Rồi cái này, cái trắng này sẽ đi ra về phía trước. Rồi sau đó cái một này chúng ta sẽ quay ngược lại. Trắng này thì quay lên. Rồi sau một này quay ngược. Trắng này quay ngược xuống. Thì cũng khớp giống như cái lúc nãy mình đã nói với các bạn, thì các bạn phải quay cái này lên và để cho nó xuống nó mới khớp được. Rồi bộ quay này lên, rõ này bộ quay lên luôn. Rồi quay sang ngang cái này để bạn quay xuống. Đi được quay lên cái đó này nè, quay lên cho mình. Xong rồi cái này bọn cái đó này quay xuống. Rồi cái này bạn sẽ quay lên, quay xuống cái phần mà đó này bạn dừng lại. Chúng ta đã hoàn thành xong được một bông hoa.